Quý khán giả đang đến với chuyên đề phụ nữ của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chuyên đề hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ giai đoạn hiện nay, tạo môi trường để các cán bộ hội cấp cơ sở gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong công tác, góp phần xây dựng cơ sở hội ngày càng vững mạnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có hơn 230 cán bộ hội các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày tập huấn, các chị em được cập nhật các kiến thức chuyên môn, kỹ năng nhằm hỗ trợ cho quá trình thực hiện các hoạt động nhiệm vụ của hội trong thời gian tới, gồm kỹ năng về lãnh đạo quản lý, vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, những nội dung về thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 5 có, 3 sạch, bình đẳng giới. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn các kiến thức kỹ năng về viết báo cáo, hướng dẫn sử dụng iOffice, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ chuyển đổi số, cùng một số nội dung về công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác, ủy ban kiểm tra. Qua đó góp phần giúp cho cán bộ hội nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh, xây dựng người phụ nữ Cà Mau, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý khán giả, phần lớn công việc nội trợ chăm lo cho sức khỏe các thành viên trong gia đình đều do phụ nữ đảm nhiệm. Nhận thức được vai trò quan trọng của phụ nữ trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chú trọng đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách. Để nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho chị em hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Cục An toàn thực phẩm, tổ chức hội thảo chuyên đề an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách đối với sức khỏe cộng đồng, có hơn 370 chị em tham gia. Tại hội thảo, chuyên gia của Cục An toàn thực phẩm đã chia sẻ các thông tin về vai trò của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe, sự phát triển kinh tế, xã hội và cộng đồng. Trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn chị em lựa chọn thực phẩm an toàn cũng như thực hành dinh dưỡng đúng cách trong bữa ăn hàng ngày cho gia đình và bản thân, cập nhật những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, góp phần phòng chống bệnh tật và bảo vệ sắc đẹp cho phụ nữ. Tập huấn ở đây cũng có nhiều cái hay để về để làm cái dinh dưỡng rồi cho con cháu nó ăn uống cho nó bổ khỏe. Cũng là rất hay, cũng thích đi để giao lưu, học hỏi. Thực phẩm là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể, đảm bảo sức khỏe cho con người. Tuy nhiên, nếu sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, thì đây chính là nguồn gốc có thể gây bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe. Thông qua hội thảo đã giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ nhận thức đúng, giúp chị em lựa chọn sản phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe và có trách nhiệm về an toàn thực phẩm, về dinh dưỡng đúng cách để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho bản thân và gia đình. Tôi thấy cái lớp tập huấn mà về chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm thì tôi thấy cái lớp này là rất là thiết thực. Nhất là mình có một kiến thức về mình, nhất là về cách mình chăm sóc cái sức khỏe các thành viên gia đình. Thứ hai là mình tuyên truyền lại cho những người thân, cán bộ hội viên phụ nữ là hiểu về tầm quan trọng về thực phẩm như thế nào, rồi cách sử dụng về dinh dưỡng như thế nào, an toàn cho sức khỏe. Khi mà thông báo cho các chị đi dự lớp tập huấn, các chị rất là phấn khởi, thích. Thường các lớp này các chị đi rất là nhiệt tình. Đời sống của mỗi cá nhân bắt đầu từ phạm vi gia đình, với sự chăm lo phần nhiều từ những người mẹ, người vợ. Do đó, các chị em phụ nữ có kiến thức về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho mỗi thành viên, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự phát triển giống nòi của cả cộng đồng. Đồng thời, góp phần lan tỏa những kiến thức bảo vệ sức khỏe, giúp cộng đồng có lối sống tốt hơn về dinh dưỡng và thực phẩm. Không cam chịu nghèo khó, không trông chờ ỷ lại, thời gian qua với sự nỗ lực trong lao động sản xuất cùng với sự hỗ trợ của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đầm Dơi, nhiều hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn đã tự tin làm kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống và chủ động xin được thoát nghèo. Gia đình bà Thạch Thị Hường là hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo, nhiều năm qua ít đất sản xuất, nguồn kinh tế chính của gia đình chủ yếu từ nghề làm bánh tét, bánh ít để bán. Chính quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng chi hội phụ nữ ấp
đã kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ xây cất cho gia đình bà Hường ngôi nhà tươm tất. Đồng thời, Hội Phụ Nữ xã cũng hỗ trợ vốn để bà Hường tiếp tục phát triển nghề làm bánh tét, bánh ít truyền thống và chăn nuôi heo. Rất phấn khởi ngày hôm nay được có cái nhà khang trang như vậy, rồi ổn định tiền bạc của mình nó cũng ổn định luôn. Vô tổ của phụ nữ, người ta cũng như là tuyên truyền hỗ trợ mình, có con giống nè, rồi có cơ ngơ lẫn về kinh tế mình lên làm, lên ra buôn bán, con cháu mình nó đi làm xa đó. Rồi mình cảm thấy là mình bán buôn cũng được, rồi đi làm con cháu mình làm ổn định. Rồi mình thấy vậy là kinh tế mình nó ổn định rồi thì mình xin làm đơn xin thoát nghèo. Với tính cần cù chịu khó làm ăn, cuộc sống gia đình bà Hường ngày càng ổn định dương lên. Hiện nay, bà vẫn tiếp tục nuôi heo, làm bánh tét, bánh ít theo đơn đặt hàng và bán lẻ trong xóm. Bà đang theo học lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi để có thêm kiến thức, chăm sóc tốt đàn heo, duy trì nghề chăn nuôi ổn định. Tập huấn đặng nâng cao kiến thức đặng nuôi thêm thì mình phải đi học kiến thức đặng mà người ta chỉ dẫn theo đặng mình nuôi cho nó chắc bảo đảm hơn. Xã Thanh Tùng là xã thuộc chương trình 1-3-5 thì đời sống của chị em thì những năm qua thì còn rất là nhiều cái khó khăn, thì cũng từ đó đó hội cũng đã đồng hành hỗ trợ mà giúp đỡ cho chị em, thì những tùy từng cái hoàn cảnh cụ thể, thì trong các cái buổi mà sinh hoạt tổ đó thì cũng tuyên truyền cho chị em những cái mô hình làm ăn có hiệu quả và những cái gương mà khởi nghiệp thành công để là động viên các chị cố gắng hơn nữa phấn đấu để vươn lên thoát nghèo. Thì có trong cái thời gian gần đây thì có nhiều gương chị em phụ nữ là tự động xin thoát nghèo, thì nhờ những cái mô hình của chị em phát triển như là trồng rau màu nè, rồi chăn nuôi nè, rồi là mô hình nuôi sò. Với sự trợ lực kịp thời của các cấp hội liên hiệp phụ nữ đã tạo điều kiện động lực để các hội viên phụ nữ nghèo hoàn cảnh khó khăn phấn đấu thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó nhiều chị em ở nông thôn có việc làm, kinh tế gia đình cải thiện, vị trí của người phụ nữ được nâng lên, đồng thời còn góp phần ổn định trật tự xã hội, phát triển kinh tế của địa phương. Thưa quý khán giả, để có được những kết quả tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ hoạt động, phong trào thì luôn có sự đóng góp không nhỏ của những thủ lĩnh phụ nữ ở địa phương. Chị Đoàn Hồng Nhi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trần Thới, huyện Cái Nước, là một trong những cán bộ phụ nữ tiêu biểu mà chúng tôi muốn giới thiệu trong thời gian còn lại của chuyên đề hôm nay. Với vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trần Thới, huyện Cái Nước, từ năm 2016 đến nay, chị Đoàn Hồng Nhi luôn bám sát cơ sở, gần gũi với hội viên, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em và không ngừng sáng tạo, chủ động đề xuất, triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch, mô hình hay, cách làm tốt, sát với thực tiễn, giúp nâng cao đời sống kinh tế gia đình chị em hội viên. Để các buổi sinh hoạt thêm phong phú, hàng tháng chị Nhi luôn chuẩn bị nội dung với hình ảnh minh họa sinh động phù hợp, kết hợp với trò chơi hái hoa dân chủ, giao lưu văn nghệ, nhanh tay có quà và các buổi sinh hoạt thường lệ và sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của hội. Sau mỗi cuộc họp, ban chấp hành xoay vòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức cho chị em tham quan những mô hình làm ăn hiệu quả để tuyên truyền phổ biến và nhân rộng trong hội viên. Để nâng cao đời sống tinh thần hội viên, chị còn thành lập các câu lạc bộ phụ nữ cao tuổi hát với nhau và câu lạc bộ thể dục buổi sáng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút chị em phụ nữ nông thôn tham gia. Đến nay thì nhờ các cái hoạt động đó thì hội cũng củng cố được 4 tổ với 251 hội viên và vận động phát triển hội viên mới là 492 hội viên. Đến nay thì tỷ lệ thu hút tập hợp chị em từ 18 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ là 62,52%. Trong phong trào phát triển kinh tế, chị Đoàn Hồng Nhi đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền vận động chị em tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đối với các gia đình hội viên thiếu vốn, chị và ban chấp hành hội tích cực khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay để phát triển kinh tế, vận động hội viên tham gia các tổ tiết kiệm hỗ trợ vốn xoay vòng, giúp nhau làm kinh tế. Đối với đồng chí Nhi là chủ tịch hội phụ nữ của xã Trần Thới đó, đồng chí này đó là có thể nói là rất là nhiệt tình
năng nổ, là trách nhiệm. Thì còn đối với cái vị trí là cái thủ lĩnh của ngành đó, thì có thể nói là đồng chí cũng có nhiều cái đổi mới trong cái chỉ đạo, trong cái sinh hoạt, rồi là thực hiện nhiều cái phong trào như là về công tác giảm nghèo rồi phát triển kinh tế xã hội. Đối với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện luôn đánh giá cao về cái chất lượng hoạt động của hội cơ sở đối với địa bàn xã Trần Thới, đặc biệt là đánh giá cao về các cái hoạt động, các cái phong trào của phụ nữ xã. Thì đối với đồng chí Nhi là chủ tịch thì đồng chí luôn chủ động để tham mưu, để đề ra những cái phương pháp để thực hiện cái đổi mới sáng tạo đó, để ứng dụng trong cái công tác hội và đưa cái phong trào phụ nữ của xã Trần Thới ngày càng một phát triển. Và phải nói là đơn vị là đứng đầu trong toàn huyện trong nhiều năm liền, hàng năm đều được Trung ương Hội tặng bằng khen, giấy khen. Và đặc biệt là trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2017-2022 thì được Trung ương Hội tặng danh hiệu cán bộ hội cơ sở giỏi. Với những nỗ lực, sự năng động, nhiệt tình, tâm huyết trong công tác hội của chị Nhi đã góp phần tập hợp và phát huy được sức mạnh của đông đảo chị em phụ nữ trong mọi lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế xã hội, và cũng tạo tiền đề để chị em phấn đấu hơn cho những dự định và các hoạt động tiếp theo của hội. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề phụ nữ kỳ này. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.